Rồi, hello anh em. Hôm nay Huy Xe lại mang đến cho anh em mẫu FZ150i nhá. Mấy xe bỏ mẫu à, tuyệt chủng à, không còn sản xuất nữa. Thì hôm nay bắt được một em đi 6.000 cây. Cực đẹp luôn. Lốp trước sau ở nhông phiên dĩa 4 tháng là còn zin xeo xe hết nhá, màu trắng. Mình thì sở thích của mình rất là thích sưu tầm mấy con xe kiểu cọp cọp như này, xe mà nó không còn sản xuất nữa. Thì trong nhà mình còn một xe 1.000 cây nữa thì mình đang để trên kệ rồi. Hôm nay giới thiệu anh em mẫu này đi. Đây, 6.544 km. Dàn đồ nước xi là còn đẹp tuyệt đối cho anh em mình nha. Hai kiếng còn đầy đủ này, nhưng còn một chìa thôi. Đó, bình xăng màu trắng, tem zin, sơn zin, chưa giảm tút gì hết luôn ha. Rồi. Ốc tán này, đĩa là thẳng băng luôn. Em thấy chân cuộc này đẹp, đét cho anh em mình, sơn zin nha. Két nước cũng khá là đẹp. Nói chung là đời FZ này nó dao động tầm 2015 tới giờ thì 8 năm rồi. Mà cái dàn đồ nó còn đẹp như này là anh em biết rồi đó. Chủ xe đi kỹ cực kỳ luôn. Lốp lát này, anh em thấy chưa? Ốc tán này, còn bóng nhá. Đó, xe zin là 100%, mới rửa xong. Quay cho anh em mình tham khảo. Bô này, dàn bô khá là đẹp, không có chảy. Đây là dàn chân này, gác chân, ốc cốt sau rồi, tăng xe này. Đi 6.000 cây thì anh em biết là chủ đi cực kỳ kỹ luôn. Xe này zin hết nhá, không có độ chế gì, nguyên bản cho anh em mình về. Hầu như là mấy anh em đi FZ cũng thích để zin, không có độ gì nhiều. Đó. Tăng xe này thật đẹp luôn, gắp này không có vết chảy, lốp zin theo xe còn cực kỳ dài cho anh em mình. Gầm mọng anh em mới rửa xong bao đẹp luôn. Đây là lốc bên mâm lửa nhá. Quay zoom kỹ lại cho anh em mình luôn. Những anh em ở xa thì coi qua clip thì cũng sẽ hiểu được cái độ chất của em nó nhá. Tem zin cuộc này, anh em lưu ý là FZ cọp cọp ở đây là cọp là sơn zin đấy nha, chứ không phải cọp sơn lại đâu. Đó, sơn zin 100% cho anh em mình chóa chiếc là đẹp đét luôn nha, không có bể vỡ gì hết. Con này bên mình bán cho anh em với giá là 37.500.000 nha. Anh em nào muốn cọp hơn cũng có. Mình còn một con lốc vàng đi 1.000 cây. Đây, để mình cho anh em vào tham khảo con hàng siêu cọp của mình để dành trên kệ. Thì con trắng bên ngoài bán cho anh em 37.500.000 nhé. Bên này có con lốc vàng này, đăng ký lần đầu 2021. Đây. Đó, sở thích sưu tầm, anh em nào mà có cái sở thích sưu tầm FZ cọp giống mình thì liên hệ ha. Anh em nhìn ốc này, đã chưa? Con này thì có 1.000 cây thôi, tháo hẳn yếm ra cho anh em chiêm ngưỡng. Con này bán cho anh em 45 triệu nha. Rồi, ok. Thì clip xin dừng tới đây thôi. Anh em nào có nhu cầu mua bán xe cứ alo qua số điện thoại cho mình nhé, 0974847553. Số điện thoại thì mình luôn luôn để dưới phần bình luận hoặc mô tả nhá. Rồi, ok, cảm ơn anh em coi được clip. Hẹn anh em clip sau nhé.